Là chín rồi đó, vàng vàng là chín rồi đó. Dĩa nè chị. Chân đứt tay chị. Bây giờ là sắp đi mẹ đi chiên tẩu trước rồi cái đi mua cơm. Dạ. Sắp mấy cái này đi. Chảo kho lộn xộn gì cũng cực quá ha, nhiều thứ quá ha. Ngon. Dạ. Kho lộn xộn thì ngon đó chị. Bỏ chút đường cho nó ngọt ngọt lên, nó thấm gia vị á, chút xíu muối. Vậy là mình xào từng món trước hết, xong rồi lát cái mình rồi, xào chung, trộn lại. Xào chung vậy nó mới chín đều phải không chị? Từ chai thì Sơn Ca ít làm mà. Sơn Ca pha tiên khó héo thì giỏi vậy. Giờ xe quá trời luôn. Dạ. Ba mẹ đứt nè. Đứt tối ngày, đứt ngày, đứt kia. Rồi trái quá chừng chị. Ta không ngọt. Nó không sao có phần. Vậy mà? Kêu mà ta ấy xếp xếp nó trong đây nó dẻ lên vậy nè. Dạ. Ê, nó dày dày vậy nè. Này khô mới ngon. Vậy hả? Nó tưởng từ hồ lá mới ngon chứ. Ừ, nó rất là xanh. Vậy hả? Vô quay à, khó quá. Dạ. Quay hết rồi. Ở đó bán đồ cũng không có nhiều lắm. Cái gì? Ít rồi mẹ. Dạ, ít rồi mẹ. Hết mới xuống nhập luôn thôi mẹ. Không nhiều đâu. Chứ để lâu quá nó hư. Vậy chị chiên đậu hũ hả chị? Ừ, chị chiên đậu hũ. Nó dọn nhìn vậy chứ. Dán dọn. Chị chiên đậu hũ xong rồi chị chiên ổ qua. Với lại củ cải. Chờ lửa lên chớp. Bỏ miếng hành sắc á, miếng hành chia để lại. Chiên héo gì ăn nó ngon chị ha. Ừ. Dẻo dẻo ngon. Dài. Dạ. Rồi giờ chị chiên cái củ cải. Dạ, chị bỏ củ cải vô chiên sơ nó luôn. Giờ chị xào thập cẩm lại nè. Dạ. Ừ. Chị cháy nóng. Đi. Mình giờ phải lấy cái dĩa bự cho chị ra. Ừ. Cái dĩa bự đó đừng đựng hết. Bà ngoại ăn cơm mà chưa, chiều giờ ngoại ăn cơm chưa? Ừ, chiều chị cho ngoại xài, ngoại ăn chén rồi chị. Dạ. Chút kêu ngoại ăn nữa. Cái gì dạ. Rồi mẹ, giờ này mẹ đem củi về nè. Chết xài củi về nè. Mà khỏe mà ghê vậy đó. Chết hết luôn. Để đi lát dẹp. Dạ, chút đem vô trò luôn hả mẹ? Chứ ổng đem về bên đây mưa nữa, mất công nữa. Không phơi nữa, cực quá. Hôm nay mày chắc cực mênh mông rồi. Dạ. Để cho ngoài ăn hả? Xong đó đi, con mày cho cháy đi chị. Dạ, xong rồi ngoại. Còn ngoại ăn bánh tráng hả ngoại? Để nướng cho ngoại. Con nướng bánh tráng ha. Dạ, mẹ đi lấy bánh tráng. Mẹ nướng bánh tráng cho ngoại. Ừ, hấp dẫn quá chị. Ừ, ngon quá ha. Đủ màu á. Làm hơi cực chút mà nó ngon đó. Ừ. Mì hay là bánh bông ấy chị? Bánh bông gạo. Ủa rồi,
cái này sau này nó cứng. Ê, đừng để nó gãy, để cho nướng nó mỏng. Nó dẻo. Cái đó bánh phồng mì phải không vậy? Bánh phồng mì phải không? Mì rất mẻ. Bánh này chắc nó phình dữ lắm không à? Chắc vậy. Và một nếp phình dữ lắm. Phình lên rồi kìa. Nó cuốn lại cái nó bị chai vậy. Đấu cái rìa trước. Nó nhặn nó phình ra là bự quá chị ha. Bánh phồng nếp nè. Bánh này nó phình vậy. Sao Hồng ở đâu? Sao Tây? Sao Hồng thích nhất món xoài đúng không? Xài nè phải không? Ở đâu mà gỗ nhiều quá mẹ? À, củi hả? Củi, dạ. Bên sao mẹ bữa á? Mẹ đẩy về hả? Mới đẩy về nè. Dạ. Vô lấy cái muỗng đi con. Để vô xe cho Linh kìa. Dạ. Thấy bụi sen nay lên sung quá mẹ. Bữa rồi tưởng hư hết rồi. Nó tàn mấy cái lá. Nó cũng mạnh quá ha. Mạnh ha. Lên được 4 lá non đó. Thì nay nó ra lá non. Nhưng mà mình nhỏ, mình đem nó vô trong mát rồi chứ không nó bị cháy lá hết. Mẹ là mẹ muốn trồng ngoài cái máy. Dạ. Thôi. Trồng ngoài nắng chết rồi. Ở đây nóng quá. Tại mới chứ nắng đâu chết sao. Dạ. Bữa nay đi học sao? Hết bệnh chưa? Nay học vui lắm. Vui hả? Nay chơi trung thu trường. Ờ đã ta. Có được quà không con? Được bánh trung thu trường cho mà. Cô có cho bánh không? À, bánh nè hả? À, ha. Bánh thập cẩm thì cho cả lớp. Ừ. Nhà bạn nào nghèo á thì cho bánh đậu xanh. Con thích bánh đậu xanh. Vậy con có được cho bánh đậu xanh không? Con không có được bánh đậu xanh. Nhà nghèo mới được bánh đậu xanh. Con không xin. Cho con đổi với bạn. À, bạn nào cũng có thập cẩm hết rồi sao thêm cái bánh đậu xanh nữa. Nội có đi chùa nữa mua bánh nhân đậu cho con ấy. Bữa nay người ta không hết bánh nhân đậu hả? Nay qua trung thu người ta không có còn nữa. Cái máy bơm ai sửa vậy nè, nãy em thấy con dây rút chưa được. Anh Dũng hả? Bữa anh Bảo giật hư hả? Bữa bắt chính mượn bơm nước. Dạ. Ngoài ăn sớm mà. Ăn sớm đi ngủ rồi. Dạ. Anh Dũng nay sửa cái máy bơm nước để hôm nào em có bắt cá em lấy ra ruộng em bơm. Cái máy này chạy cũng mạnh nè, nhanh cạn nước lắm á mẹ. Hồi đó ba mua về để ba gian lúa, gian mẹ. Nay 2 năm mà chưa có nổ máy thì đem ra, anh Dũng đem thằng xóm ra sửa hay ghê. Nó bị nghẹt. Bắt cá, bơm cho chị xuống bắt cá. Lúc bơm ao bà hai á. Dạ. Trời ơi, cái ao đó, à khi mà cạn nước hả? Chứ giờ bơm gì nổi. Cái ao lớn lắm. Cho chị Thanh Ca lội bắt cá. Quay cho bà con coi chơi. Chị lội gì nổi, yếu xỉu. Được hả? Nhớ rồi đó, chị về làm dâu á. Bên đất rẫy. Trời ơi, lội người khác phải kéo chị. Mẹ dẫn cái bắt cầm á. Dạ, à, xinh lắm. Mẹ để trứng vịt rồi Thanh Ca. Chắc hai thứ hả? Thấy trứng vịt hà mà bò hoài không tới. À, chắc hai thứ hà. Có xíu mà. Nhưng mà nhỏ thì nó ít lúc mà sao nó lúc quá chừng. Không biết cách đi á. Cái kẹ đây nè, dẫn nó lại lượm trứng vịt rồi dẫn nó lên bờ luôn. Đi bắt chồng. Mẹ kêu ở nhà đi, mà không chịu đâu trốn, chán chạy theo. Tới dưới rồi. Mẹ phải cho xuống luôn. Tại phải lội ruộng mà. Cứ còn lại không nổi người khác phải kéo. Mẹ chơi vậy đó. Cái trứng vịt lắm. Chỉ trứng vịt cần nó ham quá mà không lại không được. Cái con vịt của người ta đẻ đó. Ở đâu không biết nữa, nó đẻ ngoài ruộng. Vịt đẻ nó đẻ bậy á. Bữa nay món chay cũng ngon quá anh Yên. Bắt cơm á hả? Ăn chay cũng chọc nữa. Dễ nuôi lắm. Bữa nay món thập cẩm hả mẹ? Làm món thập cẩm ngon quá chừng. Xuyến hồi đó về đây cái thấy đất mình không dám lội mà. Xình không à. Ở ngoài đó thì đất sỏi. Ngoài Đồng Nai á chị. Y như đi trên bãi biển vậy đó. Nó sỏi nó cát cát cứng vậy đó. Còn đây lội cái là tới đầu gối trở đi. Hôm nào mà cho Xuyến xuống rẫy lội là tới bụng luôn.
Lại lúc bụng luôn á. mà ruộng còn dở rồi, cho sinh ca chút xíu mà qua lại nó xong á. Dạ. Nó lúc tới ngực luôn, lúc dữ vậy hả? Nó càng lúc con tới. Thấy, con thấy nó xong. Ghê ha. Chắc nhìn nó bụng nó cơ dạ, bụng giống như phụ sa. Thấy con người gọi tới bụng như là chị. Nhão mày. Cái chỗ nào mà nó bãi là nó lúc dữ. Dạ. Cầm cầm ngon. Con thì khoái ăn cái bông cải này nè. Em cũng vậy hơn. Mẹ thích cái ổ qua. Dạ. Ổ qua thử đi, béo lắm. Ổ qua người ta đắng. Không có đắng. Ngon á. Chưa hết bệnh nó thấy không? Thì em bớt ăn đồ ngọt với nước đá nha. Để em đi đất chắc vậy. Không sao thôi Hồng ha. Để giờ xuống lòng ha. Chiều có mắc mưa không chị? Không chị, bữa nay không mắc mưa, thấy chuyển quá chừng. Mà về bị kẹt xe chị. Xe hư rồi cái giờ cao điểm á, kẹt từ Nguyễn Nhân Linh về tới cầu Ông Thịnh luôn. Rồi nhích nhích. Quá trời xa luôn hả? Cũng hơn nửa tiếng thôi. Rồi 1 tiếng đồng hồ luôn á. Quá trời mệt luôn, hửi khói. Đi đường xa thì nếu mà trời nắng thì bị nắng, trời mưa thì bị mưa. Mà kẹt xe thì thôi đã đời luôn. Có bữa nước ngập nữa mẹ. Còn khổ nữa. Bữa đó xe hư mà 10 giờ em mới về tới nhà. Ừ. Cái can thử qua đi ngon. Chao ngon quá. Rồi. Đấy nè con. Chấm chao ngon mẹ. Ngon. Nhưng mà ăn nhanh đói. Còn phải chao ăn với canh chua lạc. Hồi nhỏ mẹ chỉ ăn canh chua với mắm củ cải với mắm đậu chao. Rồi. Không biết ăn xào kho nữa. Nãy thấy ngoại đây mà con về rồi ngoại chờ xong rồi ngoại vô ngủ hả? Rủ rủ má ra chơi má. Ngoại bây giờ muốn đi nằm. Ngoại chờ nó chờ sao nãy giờ cứ về chưa? Trời ơi trong chưa về là ngoại ra ngoại chờ ngoại nôn. Ngoại nó giờ muốn đi nằm. Nửa trái xài rồi hả? Ở cam hả? Hôm nay mày gọt đi. Đi ăn mắm nè. Không ăn cam dữ ta, ăn nhiều vô đặng có sức đề kháng nha. Nhanh hết bệnh. Rồi thôi bye bye cô chú nha Sơn Hồng. Bye bye cô chú. Rồi, hôm nay cả nhà mình ăn chay với bà ngoại nha. Món chay thập cẩm. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo ngày mai. Bữa nay ăn chay tháng 8. Tháng 8. Tháng 7 ăn quá trời, tháng 8 ăn quá ngày. Rồi chào tạm biệt.